Khi chúng ta thực hành pháp, bất kỳ cái pháp gì, thì với cái động lực trong sáng rất là quan trọng. Với cái động cơ rất là trong sáng, chúng ta để lắng nghe. Nếu chúng ta bị trói buộc trong tham sân si, mình nói pháp thì là chúng ta sẽ đủ tiêu chuẩn của không trở thành Phật pháp. Cho nên cái động lực rất là trong sáng và thanh tịnh, thì cái việc chúng ta thuyết pháp hay là những cái người nghe pháp đều có lợi ích. Nếu người giảng sư, vị pháp sư thuyết pháp không có bị nhiễm ô, không liên quan với cái tự ích kỷ hay là muốn nổi tiếng, cho nên với cái động lực là tâm bồ đề, với cái hiểu về tính không, cũng không nghĩ rằng là kiếp sau mình sẽ được sinh vào cõi lành, hay không nghĩ là để được vật chất để lợi dưỡng như đồ ăn mặc, nhưng mà vì động lực là để lợi ích cho tất cả chúng sinh, để vì để giúp chúng sinh đạt được cái bảo vệ giác ngộ mà thuyết pháp, nên người giảng sư phải cần tiêu chuẩn như vậy, và người nghe pháp cũng cần phải tiêu chuẩn như vậy để lắng nghe pháp. Vì động cơ đó cho nên chúng ta hãy niệm 3 lần quy y phát tâm bồ đề. Trong câu kệ này có một cái sức mạnh rất là lớn. Con xin quy y Phật pháp chúng trung tôn cho đến ngày chứng đắc viên mãn bồ đề. Phật pháp tăng là ba ngôi tam bảo. Đức Phật là đấng cứu hộ, pháp là cứu hộ thực sự, và tăng là những vị hỗ trợ trên con đường tu tập. Cái mục đích của ba ngôi tam bảo, vì bản thân của chúng ta, người thực hành muốn đạt được cái vô thượng chánh đẳng chánh giác là tự lợi và lợi tha, vì lợi ích vô lượng cho tất cả chúng sinh nhiều như hư không giới, để thỏa mãn những khát vọng tạm thời và cứu cánh của tất cả chúng sinh. Vì mục đích lợi ích cho tất cả chúng sinh nên chúng ta cần phải phát lời nguyện quy y phát tâm bồ đề. Tất cả chúng ta mình gặp hội ngộ được cái giáo pháp cao quý của Đức Phật. Đức Phật đã thuyết pháp như vậy tại vì Ngài đã tự chứng nghiệm, và Ngài thuyết giảng để chỉ dạy cho chúng ta tới con đường đạt đến giải thoát. Cho nên lời dạy của Đức Thế Tôn, chúng ta hãy ghi nhớ ở trong lòng. Bất kỳ cái pháp nào mình thực hành, cái pháp mà Đức Thế Tôn đã loại trừ hai chướng phiền não chướng sở tri chướng, đã đạt được ba vị Phật để Ngài dạy cho chúng ta để loại trừ phiền não chướng và sở tri chướng để đạt được cái quả vị Phật. Nên chúng ta cần phải hiểu cái nghe cái pháp của mình sẽ thực hành. Cho nên quy y phát tâm bồ đề nó có một cái sức mạnh rất là lớn. Thì Như Lai Tạng ở trong tất cả chúng sinh, nó vẫn thường hằng ở trong mọi chúng sinh. Tất cả chúng sinh đều có Như Lai Phật tính, luôn luôn tỏa sáng với sự hỗ trợ của tất cả chư Phật, Bồ Tát. Tất cả chúng ta đều có Như Lai Tạng, thì ai cũng có cái tâm thức, loài hữu tình có đều có tâm thức. Như cái tâm thức chúng ta, nó bị phiền não nó che phủ, nhưng phiền não nó chỉ là khách trần, nó chợt đến chợt đi, nó không làm nhiễm ô cái bản tên tâm thanh tịnh. Nếu chúng ta dùng cái pháp khử trừ và tu tập để xóa loại dần những cái nhiễm ô trong dòng tâm thức của mình, cái tâm nguyên thủy trong sáng như trong vô thượng du già đại vậy, gọi là cái tâm vô thượng quang minh ánh sáng, bản chất của nó là trong sáng và thanh tịnh, cho nên nó đã vốn có trong mọi tâm thức của mọi hữu tình, trong mỗi tâm thức của chúng ta. Cho những chỉ chướng ngại của tham lam, sân hận, si mê, nó chỉ là bất chợt, nó chợt đến chợt đi.
Cho nên khi mà chúng ta do cái tập khí của chấp thật và chấp ngã mà nó chúng có tham sân si, nên khi mà nó có hiện tiền những tham sân si thì nó sẽ huân tập những cái tập khí của tham sân si. Cho nên cái tâm mà cái tâm tham sân si nó không, bản chất của nó không phải trong sáng và biết. Giống như bản thân của ta mỗi ngày đều thiền quán về cái tâm bồ đề và tính không, nên cái tâm trong sáng quang minh nó dần dần nó tỏa sáng. Nhìn cái tâm nhiễm ô nó chỉ là khách trần chợt đến chợt đi. Cho nên nếu chúng ta đối trị và tiêu diệt, chúng ta có thể đoạn loại trừ hoàn toàn khỏi dòng tâm thức của mình. Cho nên Đức Thế Tôn đã đoại trừ phiền não chướng và sở trì chướng, cả hai chướng. Khi tâm nào mà đã loại trừ cả hai chướng, phiền não chướng và sở trì chướng, thì vị đó sẽ đạt được cái quả vị Phật, thì sẽ đạt được một cái sự tự tin. Và trên những cái nhiễm ô và những tâm phiền não và những tập khí của phiền não, nó chỉ là khách trần chợt đến chợt đi. Cho nên dần dần chúng ta loại trừ, khử trừ, đối trị, thì nó sẽ loại trừ khỏi dòng tâm thức của mình, để hiện nguyên bản cái tâm trong sáng và biết, thì chúng ta có thể chuyển thành cái bản thể của tâm của Phật. Cho nên cái điều mà chúng ta có thể hy vọng để đạt được quả vị Phật. Hiện tại mình là kẻ bị luân hồi, bị trói buộc trong phiền não tham sân si, nhưng những phiền não đó bản chất của nó là khách trần chợt đến chợt đi, nên chúng ta có thể loại trừ được. Tại vì những cái gì nó là tạm thời và chợt đến chợt đi thì nó không có một cái chỗ trụ bền vững. Nên chúng ta suy nghĩ một cái tâm trong sáng và biết một cách kiên định, thì chúng ta sẽ rất là tự tin trên cái con đường giải thoát của mình. Thì bản chất của tâm nó luôn trong sáng và biết, và những cái nhiễm ô của tâm thức, những tâm xấu đó, nó chỉ là khách trần, nó chợt đến chợt đi. Nên ta nghĩ nếu chúng ta học theo cái phương tiện và trí tuệ như Đức Phật đã thuyết giảng, mình biết những cái lỗi lầm nhiễm ô nó chỉ là tạm thời, chợt đến chợt đi, nên dần dần mình sẽ đạt được đoạn chứng viên mãn, được tâm như Đức Phật. Thì tất cả chúng ta đều có khả năng thực hiện điều này. Nên khi chúng ta tụng quy y Pháp Tâm Bồ Đề, thì chúng ta hãy suy nghĩ cái điều này. Hiện tại tâm trong dòng tâm thức chúng ta bị phiền não, tâm niệm tiêu cực và những cái tập khí của phiền não nó còn ở trong tâm thức. Nếu chúng ta nhìn thật kỹ thì những cái phiền não đó bản chất của nó là chỉ là khách chợt đến chợt đi, mà bản tâm của ta nó vốn trong sáng và biết. Nếu chúng ta nỗ lực một cách đúng mức thì hiện tại cái dòng tâm thức của mình cái nó bị trói buộc trong phiền não si mê, có cái tâm này nó có khả năng để đạt được cái quả vị toàn tri, nhất thiết chủng trí của Đức Phật. Mình có thể chuyển thành tâm thức của Đức Phật. Nếu chúng ta suy nghĩ một cách hợp lý thì có điều để giải thích một cách. Như tâm thức của mình dần dần chúng ta là, tại vì những cái phiền não nó chỉ là chợt ngẫu nhiên, chợt hiện và chợt biến. Còn bản tâm của chúng ta nó vốn là trong sáng, nên những cái nhiễm ô nó chỉ là khách trần. Nếu mình nỗ lực tu tập thì cái tâm thức của chúng ta ngày hôm nay có thể chuyển thành cái tâm thức của Đức Phật, trở thành là cái trí tuệ toàn tri. Thì bản chất của tâm vốn trong sáng, những cái nhiễm ô, những tâm xấu nó chỉ là ngẫu nhiên, chợt đến chợt đi, nó không phải là bản tâm của mình. Cái tâm trong sáng là bản chất của tâm.
Nếu chúng ta luyện cái tâm loại trừ những cái nhiễm ô trong dòng tâm thức, thì chúng ta sẽ phát ta làm tăng trưởng cái ánh sáng của quang minh tự tâm về những cái nhiễm ô bất chợt đến chợt đi, bằng cách chúng ta đối trị và loại trừ, thì nó giảm bớt đi cái những cái nhiễm ô trong dòng tâm thức của mình càng ngày càng ít đi, thì cái tâm trong sáng nó càng ngày càng sáng tỏ. Đây là cái kinh nghiệm của bản thân của ta. Khi suy nghĩ về cái tâm Bồ Đề, suy nghĩ về cái tính không, cho nên chúng ta có thể suy luận ra được cái những nhiễm ô đó nó chỉ là khách trần chợt đến chợt đi. Như ta dần dần có thể đạt được cái đạo lộ thứ hai là gia hành đạo trong năm đạo lộ. Ta có hy vọng nếu cho nên ta rất là hy vọng để đạt được cái gia hành đạo trong đạo lộ thứ hai. Nếu chúng ta đạt tịch chỉ, để khi chúng ta hiểu rõ bản chất của tâm nó vốn trong sáng và những cái nhiễm ô trong dòng tâm thức nó chỉ là khách trần chợt hiện và chợt biến, nên chúng ta tìm cách loại trừ những cái nhiễm ô. Cách phương pháp gì để loại trừ nhiễm ô tối thắng đó là tính không và cái tâm Bồ Đề. Tại vì tư tưởng của tính không là loại trừ những cái chấp ngã chấp, đối trị những cái sở tri chướng, là cái tâm Bồ Đề nó đối trị cái ái trọng bản thân của mình. Cho nên chúng ta kết hợp với tâm Bồ Đề với tính không để thiền quán mỗi ngày, trở thành một cái thói quen trong dòng tâm thức của mình, thì dần dần thì chúng ta sẽ phù hợp với những lời dạy của Đức Phật. Về mình cái quả Phật mà Đức Phật đã phạt được, thì chúng ta cũng có dần dần có thể đạt được và tự tin rằng mình sẽ đạt được quả vị Phật. Cho nên tất cả các con hãy nghĩ Đức Thế Tôn đã loại trừ hai chướng và đạt được quả vị Phật, thì chúng ta sẽ dần dần loại trừ những cái nhiễm ô trong dòng tâm thức mình, rồi chúng ta sẽ đoạn trừ sợ phiền não chướng và sợ tri chướng, sẽ đạt được quả vị Phật. Nên chúng ta cần phải phát cái tâm mạnh mẽ. Cái tính Phật nó luôn viên mãn, cái Như Lai Tạng vốn có trong mọi chúng sinh, bản chất của tâm chúng ta nó vốn trong sáng và biết. Vì cái ánh quang minh của Đức Phật cũng bản tâm trong sáng, những cái nhiễm ô, cái tâm phiền não nó chỉ là chợt đến chợt đi, giống như là những cái bụi trần, khách trần. Cho nên tất cả những tín ngưỡng tôn giáo đều rất là tốt. Bản thân của ta tôn kính tất cả những cái tín ngưỡng tôn giáo khác. Nhưng mà trong Phật giáo thì nói ngay cả tâm thức của chúng ta có khả năng đạt được cái quả vị Phật. Tại vì cái tâm trong sáng là một cái sức mạnh rất là lớn và một cái sức mạnh rất vĩ đại để chúng ta có thể trở thành cái tâm của Đức Phật. Gia pháp Đức Phật có hai là giáo và chứng. Duy nhất những cái để thuyết giảng và biện luận và soạn tác, nhưng chủ yếu để là thực hành. Cho nên chúng ta văn tư tu để hiểu nghĩa của lời dạy Đức Phật, rồi nhờ cái sự tu tập để chuyển hóa tâm thức. Cái điều này là cái điều cần làm của một đệ tử Đức Phật. Không phải chúng ta chỉ biết miệng, chỉ nói pháp. Nó rất là khó để chuyển hóa tâm thức của mình, cũng rất khó để đoạn trừ những cái phiền não trong dòng tâm thức. Khi những cái gì chúng ta đã nói và suy nghĩ như những gì mình đã nói một ngày sáu thời, dần dần nó sẽ loại trừ những cái nhiễm ô, những sai lầm trong dòng tâm thức của mình. Nó sẽ những cái duyên lành, nó đưa tâm thức của chúng ta càng ngày càng lên cao, tăng thượng. Và những cái tâm phiền não khi chúng ta quan sát thì nó không có một cái cơ sở nền tảng nào để tồn tại. Nên chúng ta mới chứng minh rằng được là cái tâm nhiễm ô nó chỉ là cái khách trần chợt đến chợt đi. Bản tâm của chúng tâm vốn là trong sáng. Khi mình không chỉ cầu nguyện để đạt được quả vị Phật, mà chúng ta phải thực hành. Tại vì ngay cả cái dòng tâm thức
chúng ta biết ăn những cái nhiễm ô, những sai lầm trong tâm thức, nó chỉ là khách trần chợt đến chợt đi. Chúng ta hãy nỗ lực thực hành để loại trừ những cái nhiễm ô trong dòng tâm thức, để cái tâm thức hiện tại của mình có thể phát khởi được, trở thành cái tâm thức của Đức Phật. Chúng ta đầy đủ cái điều kiện để thành thành tựu được quả vị Phật. Nên chúng ta muốn được như vậy thì trước tiên phải hiểu, phải nhờ học hỏi, nghe, rồi tư duy đi, tư duy lại nhiều lần. Chúng ta phát khởi một cái tâm rất là mãnh liệt. Mỗi ngày sáu thời, hãy cố gắng thực hành. Đây, rồi đi đứng nằm ngồi, bất kỳ cái hành xử nào thì chúng ta đều tư duy về những điều mình đã nghe học hỏi. Thời dần dần chúng ta sẽ thực hành và loại trừ ít dần những cái phiền não và hai cái chướng, phiền não chướng và sở tri chướng. Cái điều này nó là một cái thực tế. Cho nên chúng ta phải đủ điều kiện để đạt được cái quả vị Phật, không phải chỉ dùng để ngôn từ để diễn đạt, mà ngay cả trong dòng tâm thức hiện tại, khi chúng ta đi dần dần luyện tập, thực hành, thì có thể loại trừ phiền não chướng, sở tri chướng để đạt được những cái thiện đức giác ngộ như bản thân của ta. Ta chưa đạt được tịch chỉ. Nếu mà ta được tịch chỉ thì ta có thể suy luận ra là ta sẽ đạt được gia hành đạo, cái đạo lộ thứ hai trong năm đạo. Nếu tâm chúng ta trở thành một cái thói quen cho huân tập sâu dày để hiểu được những cái nhiễm ô trong dòng tâm thức chỉ là những khách trần, những phiền não, nó chợt đến chợt đi. Chúng ta dùng một cái phương pháp đối trị để thực hành, để loại trừ những cái nhiễm ô. Cái đó chính là cái vọng tưởng chấp thật. Nhưng mà cho suy nghĩ cái vọng tưởng chấp thật, chấp nghĩa đó, nó không có một cái nền tảng gì cả. Cho khi chúng ta nói là trí tuệ vô ngã, càng nghe suy nghĩ về cái trí tuệ vô ngã thì tâm chúng ta càng xác quyết ồ, cái trí tuệ vô ngã nó là rất hợp lý và đúng sự thật. Cho nên khi suy nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ hiểu bản chất cái tâm nó vốn trong sáng, nó sẽ hiểu được cái bản tâm của vốn trong sáng. Cái con đường của Mật Thừa để giải thích cái tâm thô và cái tâm vi tế, những cái tâm mà các giác quan mắt tai mũi lưỡi là những tâm thức thô, như chúng ta suy nghĩ về cái tâm thức vi tế là cái tâm thức của lúc trình hiện màu đỏ rồi màu trắng rồi màu đen, ba cái giai đoạn của tâm vi tế xuất hiện, thì chúng ta có thể đi vào cái tâm thức vi tế. Nên chúng ta suy nghĩ như vậy, cái quả vị Phật, nếu mình không nỗ lực thì không có đạt được. Cho nên nếu chúng ta nỗ lực thì mọi thứ nó có trong tầm tay, nó đủ điều kiện để mình đạt được cái quả vị Phật. Nên bản chất của tâm, chủ Phật tâm nó luôn tỏa sáng, viên mãn, Phật tính không có bị nhiễm ô. Phiền não chỉ là khách trần, nó vốn có cho tâm thức Phật tính có trong mọi chúng sinh. Cho nên chúng ta nỗ lực để loại trừ những cái nhiễm ô trong dòng tâm thức của mình thì chúng ta có thể đạt được cái tâm của Phật. Nên kết hợp học với nhập Bồ Tát hành rất hay để chúng ta thiền quán về cái tâm Bồ Đề. Nếu chúng ta thiền quán về tư duy về cái tâm Bồ Đề, những cái muốn được tự lợi cũng nhờ cái tâm Bồ Đề, muốn lợi tha cũng phải nhờ vào cái tâm Bồ Đề. Là tâm Bồ Đề nó cực kỳ vĩ đại. Vì lợi ích thành tựu tự lợi lợi tha, con phát khởi tâm Bồ Đề. Đã phát khởi tâm Bồ Đề tối thắng, con xem tất cả chúng sinh như là khách quý của con. Vì cái mục đích đó, cho nên chúng ta thực hành những cái hạnh Bồ Tát để làm tất cả cái hành để làm lợi tha, chỉ duy chỉ là làm lợi ích cho những chúng sinh khác. Cho một ngày sáu thời chúng ta đều thực hành phát cái tâm mạnh mẽ để làm tất cả vì lợi ích cho tất cả chúng sinh, về để làm vui lòng và thực hành cái Bồ Đề thắng hạnh vì lợi ích chúng sinh, con nguyện thành Phật. Cái mục đích của thực hành pháp của chúng ta vì để đạt được cái quả vị Phật, không chỉ là những lời cầu nguyện, mà hiện tại cái tâm thức này có thể loại trừ phiền não chướng, sở tri chướng để đạt được cái tâm của Phật
chúng ta phải tự tin rằng mình có thể thực hiện điều đó. Cho nên bản chất của tâm vốn viên mãn, tất cả các chúng sinh đều có cái Phật tính, nó thường có trong mọi chúng sinh, luôn luôn được chư Phật gia hộ. Chúng ta là một chúng sinh đang ở trong luân hồi, sinh tử luân hồi. Hiện tại ở thế giới chúng ta chủ yếu là loài người. Tất cả chúng sinh hữu loài hữu tình, ai cũng có cái Như Lai tạng, cái Phật tính, cái khả năng thành Phật. Nhưng bản thân của ta cố gắng thực hành để phát được cái tâm Bồ Đề, để chứng được các địa của vị Bồ Tát. Nếu như những vị nào có khát vọng tương đồng thì ta sẽ cố gắng làm lợi ích cho họ. Cho nên các con hãy cố gắng và thực hành, hãy ghi nhớ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thuyết giảng về ca ngợi pháp giới. Nếu không biết tất cả pháp nào sẽ luân hồi trong ba cõi, con xin đảnh lễ pháp giới ở trong tất cả chúng sinh. Câu kệ số nhất. Thứ nhất, tất cả chúng ta đều có Như Lai tạng giới. Nếu trên thực tại thì các pháp chân như, thì vì do mình không biết tâm chân như và không biết cái tâm thô, tâm vi tế, cho nên chúng ta bị si mê, nó bao phủ. Cho nên muốn xóa tan cái si mê đó thì trước hết chúng ta phải nhờ cái trí tuệ của văn sinh khởi, rồi sau đó trí tuệ của tư duy sinh khởi, rồi trí tuệ của tu tập. Nên con xin đảnh lễ pháp giới ở trong tất cả chúng sinh. Cho nên nếu không biết được tất cả pháp nào sẽ bị sinh luân hồi trong ba cõi, thì cái tâm nó rỗng không, thì nó đều giống nhau của Đức Phật đại chứng sự thật của tất cả pháp. Ngài tích lũy vô lượng công đức, Ngài đoạn trừ phiền não chướng sở tri chướng, Ngài đạt được quả vị Phật. Còn tâm của chúng ta nó bị trói buộc trong cái si mê. Nếu chúng ta tư duy đi, tư duy lại để phát khởi lên cái trí tuệ của văn tuệ, trí tuệ của tư duy và trí tuệ của tu tập, thì chính cái tâm thức của mình nó sẽ những cái nhiễm ô của nó là cái khách trần chợt đến chợt đi, thì chúng ta có thể khử trừ, loại khử những cái sai lầm trong tâm thức. Vì để thanh tịnh hóa những gì là nguyên nhân của luân hồi, thanh tịnh này là Niết Bàn, cũng chính là Pháp Thân. Thì bản chất của cái tâm nó là trong sáng và loại trừ những cái nhiễm ô, tâm sai lầm trong tâm thức. Thì cũng chính là thanh tịnh là Niết Bàn, cũng chính là Pháp Thân. Như khi hòa lẫn trong sữa thì không thấy tinh chất của bơ, cũng vậy hòa lẫn với phiền não thì không thấy được Pháp giới. Như tinh lọc chất sữa được tinh chất bơ thuần khiết, cũng vậy tịnh hóa các phiền não được pháp giới rất thuần khiết. Như ngọn đèn ở trong bình không tỏa chút ánh sáng, cũng vậy ở trong bình phiền não thì chẳng thấy pháp giới. Khi phiền não nó hiện khởi rất mạnh mẽ trong cái trên bề mặt, thì cái tâm trong sáng của chúng ta nó vẫn có, nhưng nó không thể hiện nguyên hình, không hiện ra. Tại vì cái tâm trong sáng nó không có xuất hiện, tại vì do phiền não rất mạnh mẽ nó che phủ bên ngoài. Khi chiếc bình làm thủng lỗ ở bất kỳ phương hướng nào thì ngay ở phương hướng ấy sẽ tự nhiên phát sáng. Khi nào kim can định đập vỡ cái chiếc bình ấy
khi nói kim cang định, họ có thể dùng cái sức định để đập vỡ những cái chiếc bình của phiền não nhiễm ô tạm thời. Thì khi đấy cái ánh sáng của quang minh của tâm trong sáng sẽ chiếu tỏa khắp không gian. Thì chúng ta do vô minh nó bị điều động, thì chúng ta sẽ suy nghĩ về cái thực tại của tâm thức, cái chân tâm, thì những cái phiền não nhiễm ô tạm thời đó nó không có cơ sở để mà tồn tại, cũng không có nguồn gốc để mà tồn tại. Cho nên chúng ta hãy dùng trí tuệ và tư duy của mình để loại trừ vĩnh viễn, triệt để những cái phiền não, để đạt được cái quả vị Phật. Cho nên chúng ta có thể tự tin. Pháp giới vốn không sinh, chẳng bao giờ hội diệt, mọi thời chẳng phiền não, vô nhiễm ở ban đầu, giữa và cuối. Yeah. Nên khi nào như ngọn đèn ở trong bình không tỏ chút ánh sáng, cũng vậy ở trong bình phiền não thì chẳng thấy pháp giới. Chiếc bình làm thủng lỗ ở bất cứ phương hướng nào thì ngay ở phương hướng ấy sẽ tự nhiên phát sáng. Khi nào kim cang định đập vỡ chiếc bình ấy thì khi ánh sáng đó chiếu tỏa khắp không gian, cái tâm chân như nó không phải là khách trần chợt đến chợt đi, thì bản chất của tâm nó vốn là trong sáng. Thì chỉ do chúng ta không biết, do vô minh, trên bản chất của tâm trong sáng vốn nó vốn luôn tồn tại trong tâm thức. Bản chất của tâm nó là trong sáng và biết. Nên pháp giới vốn không sinh, chẳng bao giờ hội diệt, mọi thời chẳng phiền não, vô nhiễm ở ban đầu, giữa và cuối. Giống như ngọc lưu ly tỏa sáng khắp mọi thời, nếu đặt ở trong đá thì không thể tỏa rạng. Câu kệ 60. Giống vậy, phiền não ngăn che pháp giới cực vô nhiễm, không chiếu sáng cõi luân hồi, nó sẽ tỏa sáng trong niết bàn. Nếu giới tồn tại qua việc tinh luyện, nếu thấy được vàng tinh khiết, giới đây là nói Như Lai Tạng Phật tính đó. Nếu giới không tồn tại thì việc gì cũng chỉ sinh ra phiền não. Khi chúng ta thấy được cái tâm vốn trong sáng, những cái phiền não chỉ là khách trần, ngẫu nhiên, chợt đến chợt đi. Cho nên chúng ta thì nỗ lực để loại trừ những cái nhiễm ô, những phiền não khách trần, chợt đến chợt đi trong dòng tâm thức của mình. Như hạt lúa không phải gạo, khi còn bọc trong vỏ trấu, cũng vậy bị phiền não bao bọc, không được gọi là Phật. Như hạt lúa bóc khỏi vỏ trấu sẽ thấy được hạt gạo chính nó, cũng vậy thoát khỏi phiền não, pháp thân hiện rõ ràng. Nói cây chuối không có lõi cây là thí dụ cho thế gian những tinh khiết quả của nó, những tinh túy quả của nó là vị ngọt ta có thể dùng. Bóc cái vỏ phiền não ra khỏi luân hồi không cốt lõi, thì quả của nó chính là Phật, chuyển thành cam lồ của chúng sinh. Thì hiện tại tâm thức của chúng ta nó trong sáng. Nhưng từ đó chúng ta có thể suy nghĩ về cái tính rỗng không của cái tâm thức. Những cái điều mà chúng ta thấy nghe trong tâm thức lúc nào cũng thấy nó là thật, nó thật có. Nhưng chúng ta dùng cái lý luận để phân tích, hoàn toàn không có một cái gì nó thật tồn tại một cách thực sự. Nó không phải nó không có, nó phụ thuộc mà nó tồn tại, nó phụ thuộc mà nó gán cho một cái tên gọi. Cho nên đó là tư tưởng của Trung Quán. Nếu giới là Như Lai Tạng tồn tại qua việc tinh luyện sẽ thấy được vàng tinh khiết. Nếu giới không tồn tại thì việc gì cũng chỉ sinh ra phiền não. Như hạt lúa không phải gạo, khi còn bọc trong vỏ trấu cũng vậy bị phiền não bao bọc, không được gọi là Phật.
như hạt lúa bóc khỏi vỏ trấu, sẽ thấy được hạt gạo chính nó cũng vậy, thoát khỏi phiền não, pháp thân hiện rõ ràng. Nói cây chuối không có lỗi là thí dụ cho thế gian. Những tinh túy quả của chuối là vị ngọt ta có thể dùng. Bóc cái vỏ phiền não ra khỏi luân hồi không cốt lõi, quả của nó chính là Phật, chuyển thành cam lồ của chúng sinh. Cũng vậy, tất cả hạt giống cho ra quả giống của nhân. Cái tâm, bản chất của nó là trong sáng. Cho đến khi nào nó bị bao bọc trong cái vỏ của phiền não nhiễm ô. Nếu chúng ta loại trừ cái vỏ phiền não của nhiễm ô, thì sẽ hiện nguyên hình của cái tâm trong sáng. Người trí nào có thể chứng minh có quả mạc không có hạt giống? Câu kệ số 17. Thừa nhận giới này là hạt giống, là điểm tựa của tất cả pháp. Theo tình tự tịnh hóa sẽ đạt được quả vị Phật. Mặc dù mặt trời, mặt trăng là vô nhiễm, nhưng bị năm chướng, án mây, khói mây mù, mặt la hầu và bụi bặm, vân vân che khuất. Cũng vậy, ánh sáng của tâm quang minh bị năm chướng ngăn che. Năm chướng đó là tham dục, ác ý, lười biếng, kích động, trào cử và nghi ngờ. Ở đây, kích động trào cử là những cái nhiễm ô, những cái năm chướng là tham dục, ác ý và lười biếng, và trào cử kích động và nghi ngờ, nó sẽ che, ngăn che cái ánh sáng của quang minh, tâm quang minh. Ví như lửa làm sạch vải, bị nhiều vết bẩn làm bốc mùi, đem đập vào trong lửa, đốt cháy mùi dơ mà không cháy vải. Dù phiền não chúng ta có mạnh, nặng tới đâu, nhưng nó gặp gỡ ở cái điểm là do cái chấp thật. Chấp thật nó đâu thì do cái tập khí thói quen. Chúng đều là tạm thời, khách trần, trực đến trực đi. Cho nên chúng ta đối trị và khử trừ, loại trừ nó ra được khỏi dòng tâm thức của mình, thì nó không phải bản tâm của mình. Nên chúng ta dùng lý luận thì chúng ta thấy rất là hợp lý. Chúng ta thực hành và thiền quán dần dần để loại trừ những cái sa lầm nhiễm ô. Để thiền quán để thấy tất cả những cái gì trình hiện nó đều là hoàn toàn rỗng không. Cho nên cái dòng tâm thức của chúng ta, bản chất của nó là trong sáng. Khi tâm chúng ta có thể hiện lên trong suy nghĩ của mình, bản tâm nó hoàn toàn trong sáng. Ví như lửa làm sạch, bị nhiều vết bẩn làm bốc mùi, đem đặt vào trong lửa, đốt cháy cái mùi dơ mà không đốt vải. Cũng như ánh sáng tâm quang minh có mùi dơ của tham dục vân vân, lửa trí tuệ đốt cháy phiền não nhưng không đốt cháy cái ánh sáng của tâm. Kinh dạy về tính không, đấng chiến thắng dạy bao nhiêu lời, tất cả nhằm loại trừ phiền não mà chẳng làm hư hoại cái giới Phật tính. Như nước nằm sâu trong lòng đất, tinh khiết không tạp nhơ, cũng như trí tuệ trong phiền não mà tinh khiết không tạp nhơ. Bởi vì pháp giới không là ngã, chẳng phải nam cũng chẳng phải nữ, giải thoát mọi đối tượng nắm bắt, làm sao gán cho là cái ngã. Không thấy đối tượng nam và nữ trong tất cả pháp của không tham, vì vậy chúng đệ tử bị tham dục mù quáng mà nói người nam và người nữ. Nói vô thường khổ và vô ngã là ba việc luyện tâm, pháp vốn không tự tính là pháp luyện tâm tối thắng. Khi đây nói giải thích tất cả các pháp nó không có tự tính, chúng ta dùng cái lý luận là nó không phải một, không phải khác, hay không phải năm phương diện, thì chúng ta sẽ tìm được tất cả các pháp hoàn toàn không có tự tính. Như hài nhi mang trong bụng nhưng vẫn chưa thấy được, cũng như phiền não ngăn che không thấy pháp giới, khái niệm về tôi và của tôi, lý do tưởng về danh, bốn khái niệm phân biệt đang sinh, cũng sẽ sinh và đã sinh. Nó có không có một cái pháp nào nó tự tồn tại không phụ thuộc cái khác, tất cả nó đều phụ thuộc vào cái khác để tồn tại. Như tâm chúng ta lúc nào cũng nghĩ là nó có một thực tính, có một tự tại, nhưng đó chỉ là hiểu biết sai lầm.
thệ nguyện của chư Phật không trình hiện cũng không hình tướng, thâm nhập vào tự chứng biết Phật với pháp tính thường hằng. Như sừng trên đầu thỏ, vọng chấp nên chẳng có, tất cả pháp cũng như vậy, vọng chấp nên chẳng phải có. Như bản thể của hạt cực vi tế, sừng bò cũng không thể thấy, cũng như trước và sau cũng vậy. Làm thế nào gán cho nó? Do phụ thuộc sẽ sinh khởi, do phụ thuộc sẽ hội diệt. Nếu một trong hai phụ thuộc không có mặt, thì làm sao người ngây thơ có thể phán xét? Dùng sừng thỏ và sừng bò thí dụ, Đức Như Lai chứng minh tất cả pháp là trung quán. Cái dòng tâm thức của chúng ta hiện tại nó bị trói buộc những cái phiền não khách trần, nó ngẫu nhiên. Như chúng ta khởi sinh lên cái lực đối trị để làm mỏng dần cái phiền não, đội trừ phiền não, thì mình sẽ có thể thành được cái tâm của Đức Phật, thể thành tâm Phật. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mặt trời trăng sao hiện ở trong bể nước, tính viên mãn cũng vậy. Thiện lành đầu giữa cuối, không lừa dối kiên định. Những gì là vô ngã, làm sao cho là ngã và của ngã. Như nói là nước nóng vào thời gian mùa xuân, như nói là nước lành vào thời gian mùa đông. Lưới phiền não che tâm thì gọi là chúng sinh, tâm thoát khỏi não phiền thì gọi là Phật Đà. Nương vào hình sắc và con mắt, phát sinh sự trình hiện vô cấu nhiễm, từ không sinh không diệt, chứng biết được pháp giới. Dựa vào tai và âm thanh, nhận thức thuần tịnh. Ba điều này là bản chất của pháp giới của vô tính, là phân biệt với phân biệt mà nghe, ngửi được nhờ mùi, mũi và mùi. Đó là dụ cho không hình sắc. Cũng vậy, nhận thức của mũi là khái niệm phân biệt về pháp giới. Tự tính rỗng không của lưỡi, yếu tố giới của vị nếm cũng không, là bản thể của pháp giới, không ở trong nhận thức vị nếm. Bản chất của tất cả các pháp, nó chỉ là do cái tên gọi, nó chỉ do cái tư duy phân biệt mà gán đặt. Nên tất cả các pháp, nó không có tự tính. Bản thể của thân thanh tịnh và thể tính duyên của sự xúc chạm vượt ngoài các điều kiện duyên được gọi là pháp giới. Khi loại bỏ sự phân biệt và khảo sát đối với các pháp thuộc về ý thức, nên tu tập pháp giới, các pháp tự tính không. Vị du già nhận biết các pháp theo cách này qua thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm là chứng biết toàn diện thể tính. Mắt, tai, mũi và lưỡi, thân và ý cũng tương tự. Xấu xứ vốn thanh tịnh, chính thể chính là thể tính chân như. Thấy tâm hai tướng trạng, như là thế gian thức thế gian, luân hồi do ngã chấp, tự chứng biết là chân như. Đoạn hết tham dục là niết bàn, loại trừ sân giận và si mê, đoạn diệt chúng là thành Phật, làm nơi nương nhờ của tất cả chúng sinh. Từ biết và không biết, tất cả trong thân này, tưởng phân biệt của mình trói buộc, nếu biết bản thể thực sự sẽ giải thoát. Bồ đề chẳng xa gần, không đi cũng không đến, bị kẹt trong phiền não là thấy hoặc không thấy. An trú trong ngọn đèn trí tuệ, chuyển thành tịch tịnh tối thắng. Vì thế nhiều kinh dạy rằng hãy an trú quán sát bản ngã. Câu kệ 51. Sức mạnh của mười lực gia trì cho các phàm phu ngây thơ. Như những ngày trăng non, chúng sinh còn phiền não thì không thấy Như Lai. Giống như các ngạ quỷ thấy nước biển khô cạn, người bị vô minh che khuất, nghĩ rằng chư Phật không tồn tại. Thế Tôn phải làm gì với người thấp kém thiếu phước, như đặt viên ngọc quý nhất trong tay của người mù? Đối với chúng sinh làm phước, thì Đức Phật hiện ở trước họ với 32 tướng quý rực rỡ, chói sáng với oai nghiêm. Xác thân của đấng hội chủ trụ lại trong nhiều kiếp để điều phục các đệ tử, pháp giới sẽ thành khác biệt. Biết chính xác đối tượng của tâm, nhận thức sẽ đi vào đó. Tâm tự chứng biết thanh tịnh, trụ vào thể tính của các địa. Nơi tối thắng của đại tự tại, mật nghiêm sắc độ nguy nga, nhận thức cả ba phương tiện sẽ hòa lẫn thành một, ta nói.
đại tự tại, vô lượng thọ, nguyên nhân của thọ mạng kiếp là gì? Toàn tri nếu ở trong phàm phu thơ dại, đa dạng nếu ở trong thánh giả. Ngoại cảnh, chúng sinh giới cũng trụ kiếp vô lượng, thọ mạng cũng sẽ được bảo hộ, trụ trong sinh mạng của hữu tình. Chính là nguyên nhân không cùng tận, quả của những gì không cùng tận, do không còn trình hiện, khéo nhập vào thiền huệ. Khi chúng ta suy nghĩ về những cái phiền não chỉ là khách trần chợt đến chợt đi ngẫu nhiên, cho nên chúng ta mới hiểu được bản tâm vốn trong sáng, có thể loại trừ những cái phiền não nhiễm ô, nó là ngẫu nhiên chợt đến chợt đi. Nếu chúng ta không nỗ lực thì chúng ta sẽ không loại dần, làm mỏng đi những cái phiền não nhiễm ô. Câu cả 61. Đừng nghĩ rằng Bồ Đề xa vời vợi, cũng không nên nghĩ là gần, không xuất hiện sáu đối tượng là nhận biết thực tại đúng đắn. Giống như nước hòa với sữa, ở trong cùng một vật chứa, con ngỗng chiết sữa uống, không uống nước còn lại. Ở đây nói về nhân vô ngã và pháp vô ngã. Cũng vậy, phiền não bị bao phủ và trí tuệ cùng ở trong một thân này, vị du già lấy trí tuệ và loại bỏ vô minh. Khi nào còn chấp tôi và của tôi, vì thì vẫn còn vọng tưởng bên ngoài. Khi thấy hai phương diện vô ngã, sẽ tiêu diệt hạt giống của cõi hữu. Bởi vì pháp giới là nền tảng cho Phật, Niết Bàn, tịnh, thường, thiện. Bởi vì phàm phu, trẻ con chấp cả hai ngã, vị du già trụ ở trong không hai. Bố thí nhiều hạnh khó làm, giới nghi thâu phục hữu tình, nhẫn nhục làm lợi ích hữu tình, là cả ba điều này sẽ phát triển giới, là cái Phật tính. Tinh tấn với tất cả pháp, tâm nhập vào thiền định, thường nương vào trí tuệ, những điều này làm nở rộng Bồ Đề. Phương tiện và với trí tuệ, thợ nguyện được thanh tịnh, chủ quyền về mãnh lực trí tuệ, bốn pháp khiến cho giới phát triển. Giới đây nói là cái Phật tính và Như Lai Tạng. Không đảnh lễ tâm Bồ Đề, nói những lời xấu ác, nếu không có Bồ Tát, pháp thân không khởi sinh. Người ghét hạt của cây mía, không muốn thưởng thức vị ngọt đường. Không có hạt của cây mía thì sẽ không có vị ngọt đường. Hạt cây mía nhờ vào việc bảo vệ, chăm sóc, săn sóc và nuôi dưỡng, từ đó sẽ gặt hái vị đường mía, đường tinh luyện, đường thuốc. Khéo bảo hộ tâm Bồ Đề, chăm sóc và dưỡng nuôi, từ đó sinh ra và xuất hiện A-la-hán duyên giác chư Phật. Ví như người nông dân, nông phu giữ gìn hạt lúa giống, cũng vậy người tinh cầu thừa tối thượng được các bậc dẫn đạo bảo hộ. Như 14 ngày trăng khuyết thì nhìn thấy một phần nhỏ của mặt trăng, cũng vậy người tinh cầu thừa tối thượng sẽ nhìn thấy một phần nhỏ Phật thân. Ví như thấy trăng non lớn dần từng sát na cũng vậy thấy chư vị ở các địa theo tình tự phát triển. Như ngày 15 thượng huyền, vầng trăng sẽ tròn đầy, cũng vậy cứu cánh của các địa, pháp thân viên mãn và sáng chói. Thường tinh cầu kiên định đối với Phật Pháp Tăng, tâm này đã chân chánh phát khởi, sinh rồi lại sinh không thối chuyển. Loại sạch nền tảng của Pháp đen, khéo nắm giữ nền tảng của Pháp trắng. Khi đó biết chính xác pháp giới nên được gọi là hoan hỷ. Địa thứ nhất, ô nhiễm thường vấy bẩn bởi nhiều loại như tham dục vân vân. Những ai không ô nhiễm thanh tịnh được gọi là ly khấu địa. Ly đoạn tuyệt lưới phiền não, trí tuệ vô nhiễm rực sáng, xua tan vô lượng bóng tối, gọi là phát quang địa. Ánh sáng thuần tịnh thường tỏa rạng, loại trừ sự hỗn loạn, ánh sáng trí tuệ xoay quanh, địa này gọi là diệm huệ. Chiến thắng tất cả môn khoa học,
kỹ thuật, công nghệ, các thiền định và những phiền não rất khó trừ, nên gọi là nan thắng địa. Ba loại bồ đề giác ngộ bao hàm mọi viên mãn, diệt trừ hết sinh và diệt, địa này là hiện tiền. Lưới hào quang phát ra, tất cả tạo thành vòng tròn, vượt qua biển luân hồi, gọi là viễn hành địa. Được chư Phật bảo hộ, nhập vào biển trí tuệ, không cần nỗ lực tự nhiên thành, ma quân không thể lay chuyển, là bất động địa. Trong tất cả trí tuệ vô ngại giải, biện tài pháp vô ngại, vị du già đó đã đến đích, địa ấy là thiện huệ. Thân của bản thể trí tuệ này đồng với hư không vô cấu nhiễm, nhờ sự nắm giữ của chư Phật, tất cả pháp vân sinh khởi, là pháp vân địa, an trú trong pháp giới của chư Phật, nắm giữ tròn tiệt thành quả của thực hành, sẽ chuyển hóa toàn triệt vị trí, được gọi là pháp thân. Giải thoát khỏi thói quen tập khí, pháp thân không thể nghĩ bàn. Tuy có suy lường về tập khí của luân hồi, bạn hoàn toàn không thể suy lường, ai có thể nhận biết bạn. Vượt ngoài đối tượng hoạt động của lời nói, chẳng phải đối tượng hoạt động của mọi giác quan, ý thức, chứng biết được, con xin ca ngợi và kính lễ những gì đáng tán lễ. Tương tự đi theo cách này, những người con rất lừng danh của Phật, trí tuệ của mây pháp, sẽ thấy pháp tính rộng không. Khi nào tâm rửa sạch hoàn toàn, vượt thoát bảy luân hồi, sẽ ngồi nơi bảo tòa, bản thể hoa sen lớn. Ánh sáng của nhiều cánh sen quý với nhị hoa tuyệt đẹp, hàng triệu triệu hoa sen xoay quanh khắp tất cả. Mười lực thì tràn đầy, vô ý làm đẹp lòng. Pháp Phật không thể nghĩ bàn, không hí luận thì không có suy giảm. Nhờ thực hành xuất sắc hết thảy đạo lộ, tích lũy nhiều phước đức, trăng tròn được bao quanh. Bởi các vì sao lấp lánh, mặt trời trong Tây Phật, ngọc trong suốt rực sáng, truyền quán đảnh cho người con lớn, được ban cho mọi quán đảnh. Vị đại du già an trú nơi đó, dùng mắt thiên thần, gọi là thiên nhãn, để nhìn thấy các thế giới thấp kém do si mê, khổ đau trong nỗi sợ hãi và tán loạn. Các ánh sáng từ thân phát sáng mà chẳng cần nỗ lực, mở cửa cho những ai ở trong bóng tối của vô minh. Đưa các vị hữu dư niết bàn, muốn vào vô dư niết bàn. Ở đây là niết bàn, tâm không còn ô nhiễm, tất cả hữu tình không thực hữu, bản chất đó cũng là đối tượng hoạt động. Thấy điều này là Bồ Tát hùng lực, pháp thân cực vô cấu. Khi Đức Phật, khi Ngài thấy cái căn cơ và trình độ của mọi chúng sinh, các Ngài sẽ phù hợp với pháp gì và truyền giới cho họ. Đức Phật đã chuyển pháp luân, thuyết những bài pháp phù hợp với cái căn cơ trình độ của chúng đệ tử. Pháp thân vô cấu nhiễm, ở trong biển trí tuệ giống như biển ngọc quý, thỏa mãn khát vọng của chúng sinh. Ca ngợi pháp giới do Thánh Long Tọa soạn tác, là Ngài Khemvo Abandaya Kasi Pandita, người Ấn, và cùng dịch giả Sujim Gawa đã chuyển dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Tạng. Như ca ngợi pháp giới đã nói, khi chúng ta bị phiền não tham sân si rất mạnh mẽ, nhưng chúng ta suy nghĩ ra triệt để thì nó chỉ là những khách trần ngẫu đến chợt đi, nó không có sức mạnh, cho nên nó có một cái lực đối trị để tiêu diệt. Cho nên chúng ta càng suy nghĩ về cái tâm quang minh thì chúng ta càng biết những cái tính của tâm phiền não nhiễm ô, nó chỉ là ngẫu nhiên chợt đến chợt đi. Những cái tập khí, những thói quen của cái phiền não có thể loại trừ, có thể tịnh hóa, rửa sạch. Cho nên từ đó chúng ta có thể đi trên những cái đạo lộ của tư lương đạo, gia hành đạo, kiến đạo, tu đạo và học đạo. Cho nên tại mình sẽ tự tin và có một cái
xác quyết là mình có thể thực hiện được. Cho nên ngày hôm nay cái bài pháp đã thuyết giảng xong, chúng ta ngừng ở đây. Xin cảm ơn. Hiện tại chúng ta ở thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng, một nơi thánh địa đặc biệt linh thiêng. Tất cả các pháp hữu đều tập hợp ở đây để lắng nghe cái bài pháp ca ngợi pháp giới. Ca ngợi pháp giới, ta đã đắc được cái khẩu truyền và thuyết giảng về ca ngợi pháp giới. Hôm nay ta giải thích sơ lược và cho các con. Bản thân của ta mỗi ngày sáu thời hãy cố gắng thiền quán về cái tâm Bồ Đề và tính không. Ta suy nghĩ rất là nhiều, cho nên các pháp hữu, các con hãy cũng hãy cố gắng thiền quán về cái tâm Bồ Đề và tính không, và hãy thực hành. Không phải là chỉ cho cái đời kiếp này, mà cho đến khi nào hư không còn, chúng sinh còn tồn tại, thì con nguyện ở lại để loại trừ khổ đau cho chúng sinh. Cho nên cho đến khi nào hư không còn tồn tại, thì con vẫn tiếp tục để làm lợi tha. Nên các con hãy phát cái tâm mạnh mẽ như vậy để làm lợi cho tất cả chúng sinh. Thì xin cảm ơn nhiều, tri ân nhiều. Cúng dường mạng Đà La tạ ơn. Con xin hiến cúng đất này trang nghiêm hương hoa, điểm núi Tư Di, tứ đại bội châu, mặt trời mà mặt trăng, được quán tỉnh hình cõi Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh yên vui trong cảnh thanh tịnh này. Nơi miền núi tuyết quay quanh có suối nguồn an lạc của mọi sự tốt lành, là bậc tối thắng Quan Thế Âm Tenzin Gyatso, Đức Đạt La Lạt Ma thứ 14, xin ngài trụ lại cõi thế cho đến khi tận diệt luân hồi. Con xin thông báo khoảng 10 giờ thì Dọn Tên Rinpoche sẽ ôn bài cái bài giảng của ngày hôm nay cho Phật tử Việt Nam của chúng ta ở chùa Viên Giác, phía sau cái hội trường này ở chùa Viên Giác ở trên chánh điện. Buổi chiều từ 3 giờ cho tới 5 giờ thì ngài Linh Rinpoche là thầy của Đức ngài thứ 14
tái sinh, Ngài sẽ ôn giảng cho Phật tử Việt Nam. Cho nên tất cả quý Phật tử nào quan tâm có thể tham dự. Vì ngày mai buổi sáng sau thuyết pháp từ 10 giờ tới 12 giờ thì Ngài Viện trưởng của Sera Mé sẽ hướng dẫn ôn giảng và hỏi đáp cho Phật tử Việt Nam chúng ta. Rồi ngày 30, 29, 30, ngày mai là 30, ngày 31 thì Đức Phó Pháp Chủ Gosok Rinpoche sẽ ôn bài cho Phật tử Việt Nam chúng ta cũng tại Chùa Viên Giác từ 10 giờ tới 12 giờ. Ngày nay chúng ta có hai bài ôn giảng buổi sáng là từ 12 giờ, từ 10 giờ tới 12 giờ. Ngài giảng trên Rinpoche buổi chiều từ 3 giờ cho tới 5 giờ của Ngài Rinpoche. Các vị nào cũng có thể đến đó để đảnh lễ. Thì Ngài Linh, Ngài sống ở trong cung điện của Ngài, cho nên chúng ta rất khó mà vô đó đảnh lễ Ngài Linh. Các vị nào muốn đảnh lễ Ngài Linh thì chúng ta có thể đảnh lễ vào khoảng giờ đó luôn. Chùa Viên Giác đó, nó tại Ấn Độ, Bồ Đề Đạo Tràng. Những vị nào mà tham dự trực tiếp Pháp hội ở Bồ Đề Đạo Tràng thì chúng ta mới có thể đến nghe. Không biết các bạn có livestream phát trực tuyến hay không?